eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng các bạn đến với dự án Chim Nữ Tâm Kinh. Và bây giờ là tầng số 5, chúng tôi sẽ thực hiện những cái bài tập với phương pháp Super Set cường độ cao dành cho nữ. Buổi số 3, hôm nay là nhóm cơ gì ta? À, vai, tay và mông. Đặc biệt ngày hôm nay là chuyên cơ mông, dành cho những chị em phụ nữ có bờ mông mà vừa cao mà vừa cong mà vừa đẹp nữa. Thôi, đến với tập ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tập máy tập Multi Press, Powder Press. Để vai đi. Ok. Sau khi đã nạp hết reward cao rồi, chúng ta đi vô buổi tập đây. 1, 2, 3, 4, 20 vào nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ok, rồi chạy qua đây tháo giày vô luôn. Ghê vậy, kỳ ta. Ghê lắm. Rồi, vô. Mong nha, loose boot. Anh cầm giúp em cái kia đi. Rồi, tháo giày ra nha. Rồi, dứt đi. Chưa anh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, qua bên này. Nhảy xô hơi bao nhiêu á. Cái đầu 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, 4, chậu gì nhẹ thôi. 5, kìm lại. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ok. Căng. Nó mang lên hết cả người chân. Còn nhiều đâu. Nhiều đâu, anh thử đạp cái coi. Có 105 pound à. Sai rồi đấy, nặng hơn người chơi. Hôm qua anh đạp full cây. Lên, 45 pound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, thì rõ vì dĩa ra sao không rồi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chuyển chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lấy vai, xếp cuối, 45 pound. 1, 2, 3, lên. Đúng rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Rồi, vào đây. Rồi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok. Rồi. Đây. 1 2 3 4 nhẹ thôi. 5 6 7 8 9 10 Đây. Không. Thoải mái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập superset tiếp theo. Đó là bài Outer Tie kết hợp với bài Surprise. Đằng kia, vô, nhớ thẳng lưng nha. Thẳng lưng không có chồm lưng, tập tạ không nặng lắm, tập đúng form. Thẳng lưng. Thẳng lưng như này nè. Thẳng hạ, ok. Lóc lưng lại. Ừ. 3 4 5 6 cho tạ chính xác vào. Đó đúng rồi. 7 8 9 10 Rồi, chạy qua đây. Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Rồi. Uống nước đi. Bể chuỗi. Set thứ hai. Set thứ hai của bài Outer Thighs. Tập mông kết hợp với vai. Bắt đầu. 1, 2, 3. 1 1 2 3 4 5 6 6 bóng khí à 7 8 9 10 6 bóng khí à. Rồi vô. Nghèo hả? Nghèo à. Nghèo quá mà. Bên đây bèo vậy, bên đây có 30 phao vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ok. Còn một set nữa. Rồi, set cuối của bài này. 1 2 3 bùng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dữ. Dữ. Rồi qua đây. Cái máy này nhiêu tiền ta? 105 triệu. Mắc hết chưa được. 1 2 3 4 5 6 Lateral Price hay là Shoulder Price đều là nó nha. Nhớ nha, cái máy là BBS Lateral Price. Ok, đã xong. Rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Đó là 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một cái tập cặp superset tiếp theo, đó là tập tay trước với kickback tập mông nha. Tay trước bây giờ chúng ta quay lại với BBMS Bicep Curl. Giữ thẳng tay kéo lên, thở ra. Em bằng này luôn. Nhẹ mà. Thử đi. Mấy đồ yêu này nhẹ hay quá. 1 không 2 3 4 5 6 7 lên tạ được mà. 8 9 10 Rồi hạ xuống. Nó sống mà. Có này mới khó nè. Qua đây này mới khó nè. Khó lắm hả? Khó lắm. 5 kg nha.
Rồi, kẹp vào, đá lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được quá ta, 10. Ok, được á, được á, được á. Rồi, tới giò bên này. Kẹp vô, đá lên. 1, 2, 3, 4, răng sâu sâu xíu. Đó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tốt. Rồi, cũng sấp. Thôi, vô nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, lên 50 bao rồi đó, 6, 7, đúng rồi nè, 8, 9, chậm mày chắc, 10, rồi ok, chậm mày chắc, rồi lên tạ 10kg nha, nặng vậy, trời ơi, nặng quá, tạ tạ không mệt nữa. Dạ, dạ, dạ. Rồi rồi. Rồi nè. Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái bên này. Nhớ là mua dây quấn cổ tay để quấn cho tạ nha. Đúng rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dữ. Sao vô luôn đi em. Xếp 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Tốt. Đá ngang. 5kg. Nhẹ vậy? 5kg trước xem đá nổi không thì mới sao. Rồi. Đá ngang. Rồi, dứt đi. 1 giữ lên nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bài này tập 5kg không có đã anh. Không đã thì lên cùng 10kg. Rồi, sách cuối của bài bicep curl. Cơ chế curl. Một, hai, ba, bốn, 5 6 7 8 9 10. Wow. Ok. Bạn này là tập chuột hả ta? Đúng rồi đó em. Rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ây da. Rồi. Dứt. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Trời ơi, quý lắm mới chỉ cho bài này. Xong, chuẩn bị đổi bài. Hey. Bài này nhìn là hiếu tập bài gì rồi. Rồi đến với super set tiếp theo, đó là Hip Thrust. Ba bài Hip Thrust, tập đi em. 1 2. Sâu sâu một tí. 3 4 5 6 7 8 9. Đó nè. 10. Ôi, ôi. Xách sao để cái chân xích cho một xíu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, đổi tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi nghỉ thở, uống súp. Rồi xách hai, để chân vừa vừa thôi, đừng có để rộng quá, chân không phải cái gót này nè, gót xích vào trong hồi cái răng em lên mới được. Hồi nãy cái chân đó phải để rộng rộng ra bình thường như nè, nhưng mà cái gót nó nằm đây nè, không đó, hồi em mới có dư cái quỹ đạo để em lên méo rồi, người em nằm có thẳng kìa, thấy méo không? Dạ. Dạ chứ. Hai lên. 1 2 3. Từ thôi. 4 5 6 7 8 9 10. Hây. Đây. Xong rồi đó. 3. Đó. 4. 5. 6. 7. 8. Đau quá hả? 9. Cái nữa. 10. Kiểu mang nổi rồi. Ai. Kiểu hết nổi. Tập gym mà kiểu hết nổi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hộp. Hết rồi bạn này. Một, hai, ba,
4 5 6 7 8 9 10 Tốt. Hai Xét coi Ba Ai 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 Chuẩn bị nha. Sâu vô. Lên. Một Hai Ba Bốn Phun răng Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Rồi tới này Thí dụ như giờ anh mua nết em có buồn không? Ngày nào anh chẳng mua nết mà buồn, có gì lạ anh luôn mà buồn. Vô 1 2 3 Kệ cho đi quay chút đỉnh, giá giữ đi em. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi vậy là em đã xuất sắc vượt qua chương trình tập luyện ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đến với phần bonus. Rồi bây giờ anh sẽ bonus một bài tập có tên là Cable Bull Roll. Là gì vậy nè, tập mông nha. Kéo vào đây. Xong rồi đứng gặp về giật phạt. Gặp giật phạt để vô mông. Anh sẽ thử cho em coi. À, cầm mạnh vô nha. Đó. Vô đây. À. Rồi gặp xuống. Cái tay nè. À, gặp xuống vậy. À, nhìn cái tay anh sau lưng kìa, cái tay nè. Cái tay nó phải lòn ra tới đây nha. Đó, giật kìa nè. Xong rồi giật lên. Lóc cái mông lại. Ok. Xong rồi lại. Ô đó. À, xong rồi đi vô cất. Bộ nó tập chừng 3 set thôi. Nặng á, nổi không? Rồi. Thử coi. Nhìn điều kiến kìa. Cái tướng xấu quá. Lóc cái lưng lại. Ờ. Rồi giật. Rồi. Rồi nhìn điều kiến nha. Đó, nhìn gương nha. Đó. 2 3 4 Lóc cái lưng là gồng lại đúng rồi. Tập mông với tập người sau á. Mày tập mông người sau nha. 4 5 6 7 8 9 10 Dữ. Trời ơi chưa dữ gì chứ. Còn có lên tạ không? Thôi. Ủa sao thấy tự tin lắm hả? Không lên à? Cable pull rope. Rope. Một, lóc lưng lại. Lóc lưng xong rồi. Lên lóc cái chân luôn. Lóc cái mông á. 3 4 5 6 7 8 9 10 lóc lại nè. Lóc lại. Gồng cứng luôn. Gồng chuột rút mông luôn. Rồi xong rồi thả vô từ từ đi. Còn một set nữa nha. Còn set bonus nữa. Rồi dứt nè. Ô vô. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 Ok. Rồi, để kết thúc buổi tập ngày hôm nay, anh sẽ cho em tập cardio. Cardio 15 phút duy nhất thôi, sẽ có quà nha. Cardio, ở đây. Như đường bèo không rời xa ra đời, và cuộc đời này không đánh mất được nhau. Cành duyên bao chiều, thề hẹn bay cao cùng nhau. Xoát đôi bờ mông trước sau, anh thân trai khi thành công có được, rước em về nguyện ước vợ chim mơ. Cuộc sống thực tại đâu như bài thơ, và hạnh phúc là mộng mơ tình ai. Thứ em cần là bờ vai mạnh mẽ của một người mang khí phách nam nhi. Bất diệt cuồng si bằng cả cuộc sống vinh quang thành công. Ôi may mắn em nào đâu nghĩ suy, nguyện suốt một đời sát cánh bên anh. Như Ben Weston oanh liệt mặc cổ thi, lên Paris chết níu tin thôn thứ. Anh oai hùng trên đôi chân mạnh mẽ, em yêu kiều sexy lady. Nhưng cuộc sống bao điều đang chờ ta, cần phấn đấu đâu chỉ có riêng thôi. Chiếc khoe danh vọng hạnh phúc sánh đôi, dám mà tăng cường body fitness. Trong cuộc đời làm sao có hết đây, sẽ rất tự hào một kiếp chim mơ. Em có chắc vào cái bình này của em không? Không chắc được anh. Em thấy cái bình đinh đóng cột rồi. Bình có cái mặt mắc cười quá à. Đúng rồi. Bây giờ nó cứ viết tên các thứ là chuyện bình thường mà. Em chơi luôn cái mặt em vào đấy là hết. Ok. Hết nhầm hiểu không? Ok. Rồi anh chuẩn bị uống Olip tập gym đây. Uống Olip tập gym nhé. Buổi tập Super Set, hai nhóm cơ đó là căn bản sẽ được khép lại ở đây. Buổi sau á là sẽ cho em tập functional và cardio. Bữa nay tập vậy là cũng khá lắm rồi đó. Thôi về nghỉ ngơi đi, rồi xong ghé dưới quầy đi mua thêm vài bờ hũ súp về nhà để cho anh uống nha. Hết tiền rồi. Hết tiền thì chuyển khoản nha. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.